Mời các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Update cho các bạn một cái website có tên là focuspay.io. Hiện tại thì cái site này đang có chương trình airdrop nhận token của nó là token Payroza. Ok, điều kiện mà các bạn để có thể nhận được cái token và claim cái chương trình airdrop của dự án này là các bạn sẽ phải đăng ký tài khoản của focuspay này trước ngày 1 tháng 11. Ok, đây là cái website chuyên về các cái dự án kiếm đồng coin free này, rồi là làm khảo sát nhiệm vụ này và claim các cái đồng Bitcoin miễn phí ở trên cái site này. Đây là website khá là lâu rồi và nó khá là nổi tiếng. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về các bạn về chương trình airdrop mới nhất của nó nhé. Nó đang phát hành một cái đồng coin chỉ những ai đăng ký trước ngày 1 tháng 11 và hoạt động ở trên cái site focuspay.io này thì cũng có thể đủ điều kiện để có thể nhận. Các bạn kiểm tra ở phần long click vào đây này. Ok, các bạn sẽ đọc được cái phần token của nó. Pay ra là mã tiện ích xuất ra của nhà xuất bản Focuspay, tức là của trang web của nó, và nó đóng vai trò là hệ sinh thái cho tất cả sản phẩm của trang web. Để biết được thông tin, các bạn truy cập vào website chính thức của nó. Đây thì rất là nhiều điều hay ho, sắp tới thì nó sẽ được list ở trên sàn Uniswap nha các bạn. Đấy, nó sẽ được list ở trên sàn Uniswap, chứng tỏ đây là một dự án khá tiềm năng và triển vọng. Biết đâu nó sẽ lên và nó sẽ rất là giá trị, giống như các cái đồng đồng chương trình airdrop như là của token Ink này, token Uniswap này, của đồng của sàn Uniswap luôn này các bạn. Đấy, thì các bạn nếu như bạn nào mà đủ những cái điều kiện của nó thì các bạn ấn vào phần này, đồng ý và ấn I am not robot này các bạn, yêu cầu ngay. Ở đây thì hơi đáng tiếc một chút là mình không tham gia về cái chương trình Aerob, không tham gia nhiều site này, thế nên là mình không có được cái token này nha các bạn. Đấy, hiện tại thì nó có chương trình starting nữa các bạn ấy, rất là hay. Nếu như bạn nào mà có được token pay thì bạn có thể tham khảo những cái chương trình này, rất là hay nha. Đây là một token rất là chất lượng đấy, và hy vọng là nó sẽ đạt được những cái giá trị cao, và hy vọng cho các bạn có thể kiếm được thật nhiều cái token từ thằng này để có thể nhận được thật nhiều tiền nhá. Đấy, như vậy là mình đã thông tin đến các bạn về cái token Payjara hoặc là cái này khó đọc quá nhỉ, Payjara, và của dự án focuspay.io. Những bạn nào có tài khoản ở trên web này và đủ điều kiện thì các bạn nhanh chóng vào claim token nhá. Chương trình của nó sẽ kết thúc rất là nhanh thôi, bởi vì hiện tại thì đã có rất rất nhiều cái đồng Payjara được phân phối rồi nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là tổng claim là 50 triệu mà đã có 49 triệu được phát hành rồi. Ok, các bạn nhanh tay nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu các bạn để lại comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.